Ngày 18 tháng 2, tiến sĩ bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa phỏng tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, mới đây các bác sĩ đã tiếp nhận 5 bệnh nhân, đều là những phụ nữ sau sinh gặp tai nạn nghiêm trọng do nằm thang. Nữ bệnh nhân 32 tuổi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 13 tháng 2 trong tình trạng ngất xỉu, mền rớt vào thùng thang gây cháy, phỏng 5% độ 3 ở tay trái, vai trái, tay phải cũng bị phỏng nhẹ. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân hậu sản ở ngày thứ 5. Trước tình trạng phỏng nghiêm trọng, sắp tới bệnh nhân phải trải qua các cuộc phẫu thuật để điều trị. Tương tự, trước đó ngày 8 tháng 1, sản phụ 31 tuổi ngụ Kim Lương, Kiên Giang cũng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị phỏng nghiêm trọng trong quá trình nằm thang sau sinh. Cụ thể, ngày 7 tháng 1 sau sinh 5 ngày, bệnh nhân được người nhà phát hiện bị phỏng và nằm hôn mê ở trong phòng, bên cạnh là thùng thang đang bốc cháy. Bệnh nhân được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Kiên Giang. Các bác sĩ thực hiện đặt nội khí quản cho bệnh nhân, chuyển viện đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bệnh nhân được xác định bị ngộ độc khí CO, phỏng lửa 5% độ 3 ở hai mông, chân trái, bàn tay trái và đùi trái. Tại khoa phỏng tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được điều trị tích cực, may mắn các tổn thương dần phục hồi, được xuất viện vào ngày 7 tháng 2. Mới đây, một sản phụ khác ngụ ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi sinh con lần thứ hai cũng nằm thang, bị ngộ độc khí CO dẫn đến hôn mê, bàn tay trái bị vùi trong chậu thang, bệnh nhân này bị buộc phải tháo khớp 5 ngón tay. Theo các bác sĩ, trước đây người dân có quan niệm phụ nữ sau sinh cần phải nằm thang để giữ ấm và điều dưỡng lại sức khỏe. Tuy nhiên, đến nay phương pháp đó không còn phù hợp. Nguyên nhân phụ nữ sau sinh vốn bị mất máu nhiều, cơ thể suy yếu. Trong khi đó, việc đốt thang có thể sinh ra khí độc CO, khí không màu, không mùi, không vị. Quá trình nằm thang, sản phụ hít phải khí độc CO sẽ bị hôn mê, có thể bị té vào thang gây phỏng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đối với trẻ nhỏ có làn da rất mỏng, với nhiệt độ cao dễ bị tổn thương, đặc biệt là dễ tổn thương phổi. Do đó, để giữ ấm cho sản phụ và em bé, gia đình sản phụ có thể sử dụng các phương pháp khác như mặc nhiều quần áo ấm hoặc sử dụng lò sưởi.